trở lại với kênh YouTube Đạo Công Giáo. Rất là vui mừng vì chúng ta chuẩn bị được tham dự Đại hội Thánh Mẫu La Vang ở trong Tổng Giáo Phận Huế. Nhưng mà hôm nay được nhận một cái tin, đó chính là từ Tổng Giáo Phận Huế gửi đi cho các giáo phận cũng như là cho Hội đồng Giám mục Việt Nam về thông báo về cái việc mà hoãn đại lễ Đức Mẹ La Vang. Thì sau đây là toàn bộ lời văn của Tổng Giáo phận Huế gửi đến tất cả mọi người. Đình hoãn Đại hội Thánh Mẫu La Vang thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2020. Tòa Tổng Giám mục Huế thông báo đình hoãn Đại hội La Vang lần thứ 32. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, do tình hình Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam, trong tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, tôi nấy làm tiếc vì phải quyết định đình hoãn vô thời hạn Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang lần thứ 32 dự trù diễn ra vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020. Tôi cảm ơn và cáo lỗi với tất cả những ai đã lên chương trình tham dự đại hội nhưng rốt cuộc đành phải hủy bỏ. Vì lý do ngoài ý muốn, đại hội không thể thực hiện được. Nhưng lòng hiếu thảo đối với Mẹ La Vang, tình hiệp thông đại gia đình giáo hội, lời tạ ơn cho 60 năm hàng giáo phẩm Việt Nam, tiếng khẩn cầu cho đại dịch chấm dứt vẫn âm thầm vang vọng trong lòng mỗi người chúng ta. Hy vọng đại gia đình Việt Nam sẽ thấy ngày đoàn tụ chung quanh người mẹ yêu dấu khi khánh thành Vương cung Thánh đường La Vang năm 2021. Huế ngày 27 tháng 7 năm 2020, thay mặt ban tổ chức Đại hội La Vang 2020, Dư Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế đã ký. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi người hãy nhấn like và subscribe để có những thông tin mới nhất sẽ gửi tới quý anh chị và các bạn.